Theo Bộ Giao thông Vận tải, tuyến Nhân Trạch - Tân Vạn có điểm đầu tại nút giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, điểm cuối nối với đường cao tốc Tân Vạn - Mỹ Phước thuộc tỉnh Bình Dương. Tuyến đường đi qua thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, Bình Dương với chiều dài 34,28 km. Tuyến đường cao tốc này trong quy hoạch đã được duyệt có 8 làn xe trên phần đường cao tốc và 4 đến 6 làn xe trên phần đường song hành. Để phù hợp với nguồn lực đầu tư và nhu cầu phát triển, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị trong giai đoạn 1 sẽ tập trung nối thông từ Nhân Trạch, tức từ đường tỉnh lộ 25B đến nút giao Thủ Đức dài 17,85 km, với quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn song hành hai bên với chi phí đầu tư là 430 triệu đô la Mỹ.